Yo, hello anh em. Tình hình là mấy bữa nay deadline dí quá cho nên là cũng không có hứng để mà ra clip mới. Tại vì anh em cũng biết rồi là mình một thân một mình, vừa quay mà vừa làm video luôn, cho nên là cũng hơi lười. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn anh em một cái link case, nó cũng đơn giản thôi. Trước hết thì cũng phải giới thiệu sơ cho một số anh em nào mà mới bắt đầu học Facebook mà mở chúng cái video này. Thì link case nó chính là những cái đoạn liên kết những cái kỹ thuật lại với nhau. Và để mà làm được link case thì anh em phải làm được những cái kỹ thuật trước, cho nên là những cái video này anh em coi như tham khảo thôi. Chứ nếu mà mình muốn làm được thì mình phải học những cái kỹ thuật trước rồi mình mới ghép lại thành link case được. Thì cái link case nó sẽ có dạng như sau. Đầu tiên để làm link case này, anh em sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật. Cái này mình cũng không có biết nó tên gì, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm chậm để cho anh em xem. Nó sẽ trông như này. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ cho cái bút nó đi từ cái ngón út và ngón áp út. Chúng ta sẽ cho nó đi lên trên cái khe của ngón trỏ và ngón giữa như này. Đó. Các bạn có thể thấy là cái ngón út và cái ngón giữa nó đang nằm ở phía ngoài của cái bút, còn cái ngón áp bút và ngón trỏ nó đang nằm ở phía trong. Các bạn cứ nhớ cái kiểu hình ở trong đầu để mà mình làm, mình bố trí những cái ngón tay cho nó đúng. Nó sẽ đi lên như này, đó. Làm nhanh thì nó sẽ trông được như này, đó. Đó. Sau khi đã đưa được cái bút lên trên ngón trỏ và ngón giữa rồi, anh em sẽ nhanh chóng rút cái ngón giữa xuống và đặt cái ngón út vào phần thân của cái bút và ngón cái vào phía đối diện của ngón út như này. Sau đó anh em sẽ đưa cái cây bút từ phía bên trái của ngón trỏ sang phía bên phải của ngón trỏ như này, và dùng cái ngón trỏ anh em kẹp vào cái cây bút, đồng thời là nhả cái ngón cái ra. Và anh em sẽ làm một cái kỹ thuật đó là back around, nó sẽ trông như này. Đó. Mình sẽ chỉ cho anh em một cái dấu hiệu để anh em biết là bản thân đang làm đúng. Đó chính là sau khi anh em back around qua thì cái phần thân của cái bút ở phía cái lòng bàn tay của anh em nó đang dài hơn cái phần còn lại khá nhiều, tức là anh em đang làm đúng. Còn mà nếu nó ngược lại như này, tức là anh em đang làm sai ở một cái bước nào đó trước đó, và anh em nên kiểm tra lại. Sau khi đã back around qua rồi, anh em sẽ track. Nhẹ lên một cái, sau đó là làm một cái kỹ thuật đó là finger pass, nhưng mà anh em sẽ không có pass bình thường mà anh em sẽ pass thẳng từ ngón trỏ và ngón giữa xuống dưới ngón út và ngón áp út luôn. Nó sẽ đi như này, đó. Chạc nhẹ lên một cái, sau đó đưa cái bút từ ở trên ngón trỏ đi xuống ngón út luôn, đó như này. Một cái mẹo để anh em tập cái đoạn này nó dễ hơn đó là anh em tập cho mình một cái động tác đơn giản, đó là em cố gắng chạm cái đầu ngón út và ngón trỏ lại với nhau như này. Đó, thì ban đầu thì có lẽ là nó sẽ hơi nhức, nhưng mà nếu mà anh em làm được rồi, quen rồi thì sau này anh em sẽ có nhiều cái gọi là những cái cách để mà anh em kết hợp kỹ thuật hơn, anh em sáng tạo được nó xa hơn, không có bị ràng buộc bởi cái khoảng cách giữa hai ngón tay. Không nhất thiết là phải hai ngón kế nhau là gần gần lân cận thì mới làm được, mà anh em có thể kết hợp những ngón nó xa như vậy nó vẫn ok. Làm lại toàn bộ cái link case thì đầu tiên chúng ta sẽ cho cái bút đi từ ở ngón út và ngón áp út lên trên ngón trỏ và ngón giữa như này. Sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng chúng ta chụm cái ngón út và cái ngón cái lại với nhau, đồng thời là đưa cái bút từ bên trái của ngón trỏ qua bên phải. Sau đó chúng ta sẽ back around qua, chạc lên một cái, sau đó đưa cái bút xuống dưới ngút bằng kỹ thuật là pass như này. Làm nhanh thì nó sẽ có dạng như này. Đi lên, chậm lại, back around qua, chạc, pass xuống dưới, và mình sẽ ghép vào combo cho anh em xem. Ok, và đó là một cái đoạn link case cũng tương đối là không có quá khó, nó không có những cái kỹ thuật nó cao siêu, mà nó chỉ là những cái kỹ thuật bình thường, nó vẫn còn ở trên tay và vẫn
được kiểm soát bởi những ngón tay chứ không có hất lên các kiểu đó. Thì những bạn nào mới chơi có thể tham khảo, còn những bạn nào chơi lâu rồi thì cũng có thể xem để mà có những cái sáng tạo riêng cho bản thân. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.